Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì hôm nay chúng ta vui mừng khi có 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao của phòng khám. Thì trước khi mà chúng ta được nhận cái giấy chứng nhận của phòng khám, thì thầy Thanh sẽ lấy một cái ví dụ điển hình của một bệnh nhân để chia sẻ lại cho những bệnh nhân còn lại, để chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái phương pháp này, cũng như là lấy đó làm động lực để bản thân của các bệnh nhân còn ngồi ở phía sau mình cố gắng, mình quyết tâm, mình vượt qua căn bệnh bằng cách mình cố gắng giữ đúng cái phác đồ. Ở đây các thầy đã cùng với cha đã nghiên cứu và các thầy đã thực hiện, thì đó là điều rất là tốt lành. Bây giờ thầy xin lấy một ví dụ cụ thể, đó là bệnh nhân Mai Văn Tuyến. Xin mời bác Mai Văn Tuyến đứng lên cho mọi người cùng thấy. Rồi. Xin mời bác ngồi xuống. Kính thưa tất cả mọi người thân mến, ở đây thầy có nhận một cái giấy đăng ký của bệnh nhân Mai Văn Tuyến vào ngày 22 tháng 12. Thì đây là bệnh nhân có khai báo là mình mắc căn bệnh ung thư phổi do bệnh viện Bạch Mai đã chẩn đoán, và sau đó bệnh nhân không có điều kiện để điều trị Tây y, do đó bệnh nhân chưa có vào hóa chất, chưa xạ trị, chưa hóa trị, cũng chưa phẫu thuật luôn. Thì cái kết quả, cái bệnh lý ấy, thì phát hiện hồi tháng 6 năm 2023, và cái kết quả chụp CT lồng ngực thì kết quả cho ra là hình ảnh khối rốn phổi phải, khối đặc thùy trên của phổi phải, các xẹp thùy giữa phổi phải và đáy phổi trái, giãn phế nang thùy trên hai phổi và hạch trung thất. Đó là cái kết quả CT của bệnh nhân này được chụp vào tháng 10 năm 2023. Thì khi bệnh nhân đến đây thì bệnh nhân cũng hy vọng rằng phương pháp này sẽ giúp cho mình có thể vượt qua được căn bệnh. Bệnh nhân đã áp dụng cái phác đồ hỗ trợ điều trị, thì mục đích, mục tiêu của các thầy trước tiên là làm sao cho bệnh lý nó chống tình trạng di căn trước đã, có nghĩa là đưa cơ thể của bệnh nhân từ axit sang kiềm. Đó là mục đích mà các thầy phải làm được và phải hướng tới. Thì kết quả xét nghiệm máu, trên xét nghiệm máu thì những cái chỉ số nằm trong ngưỡng an toàn. Kể cả chỉ số dấu ấn ung thư phổi là SIPRA21-1 cũng nằm trong ngưỡng âm tính. Cũng xin lưu ý với tất cả các bệnh nhân mình có mặt ở đây, thì kết quả dựa trên xét nghiệm máu khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì chúng ta phải thông qua sinh thiết để xác định được cái tính chất khối u đó có phải là ung thư hay không. Và trong quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, các thầy sử dụng dấu ấn ung thư trên xét nghiệm máu để đánh giá cái quá trình hỗ trợ điều trị của mình nó tăng, nó giảm thế nào, để theo dõi mức độ phát triển của bệnh lý. Cái dấu ấn ung thư không nhằm mục đích là để khẳng định cho bệnh nhân biết là mình có ung thư hay không. Cho nên là có rất nhiều kết quả của tất cả các bệnh nhân đang ngồi đây khi vào phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị thì đã âm tính ngay từ đầu. Có nghĩa là mặc dù mình mắc căn bệnh ung thư đó, nhưng dấu ấn ung thư, ví dụ như ung thư phổi là ung thư tế bào không nhỏ là SIPRA21-1, tế bào nhỏ là NSE đó, và ung thư vú là CA15.3, ung thư buồng trứng là CA125, ung thư gan là AFB. Những cái kết quả dấu ấn ung thư đó không khẳng định là mình hết bệnh ung thư. Nhớ nha, tất cả các bệnh nhân có mặt ở đây phải nhớ điều đó. Kết quả xét nghiệm máu dấu ấn ung thư nhằm mục đích tầm soát sớm bệnh ung thư, chứ không phải dựa trên dấu ấn ung thư mà mình kết luận đó bệnh ung thư ép tính thành lành tính. Điều đó là không đúng với y khoa, cho nên các bệnh nhân mình lưu ý điều đó. Thì cái kết quả đầu tiên
là xét nghiệm máu dấu ấn ung thư xếp ra 21-1 ung thư phổi tế bào không nhỏ đó là nằm trong ngưỡng an toàn âm tính. Đó là cái thành công đầu tiên. Cái thành công kế tiếp của bệnh nhân đó là kiểm tra cái dấu ấn, dấu hiệu coi nó có di căn hay không. À, thì cái kết quả trên ổ bụng là sỏi túi mật, bệnh nhân chỉ có sỏi túi mật thôi, thì không có thấy tổn thương ở trong ổ bụng cũng như là các cơ quan khác. Bây giờ mục tiêu cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái gốc bệnh, đó là cái phổi. Thì do cái thời gian mà mình đã làm CT scan hồi tháng 10 thì 6 tháng sau, tốt nhất nên 6 tháng sau hơn á, mình mới làm thêm một cái CT lần nữa. Tại vì có thuốc, tiêm thuốc cản quang, mà nếu tiêm thuốc cản quang thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân, do đó không được tiến hành thường xuyên mà phải do bác sĩ chỉ định. Khi trong những trường hợp cần thiết thì mình sẽ làm cái ít quang. Thì ở đây các thầy có cái kết quả dựa trên ít quang. Bây giờ để cho nó thêm phần tạo hứng thú cho tất cả mọi người, giống như bác Tô Phú Quế đã nói, thì ở đây các thầy có chuẩn bị là do bác Quế tài trợ, đó là những cái phần quà, những phần quà cho những bệnh nhân trả lời đúng câu hỏi của các thầy. Thì mỗi một câu hỏi các thầy sẽ tặng cho một bệnh nhân là một hộp trà tía tô và hộp trà nhãn lồng. Cái này thầy dành cho người nuôi của bệnh nhân nha. Cái này câu hỏi dành cho người nuôi bệnh nhân chứ không phải dành cho bệnh nhân nha. Bệnh nhân mình đừng lấy uống, tại vì thuốc mình đã uống đủ rồi, thảo dược mình uống đủ rồi mà mình uống thêm cho bổ là không có nha. Cho nên cái này, phần quà này thầy muốn dành cho người nuôi của bệnh nhân. Thì bây giờ thầy muốn tất cả mọi người ở đây đưa ra cái dự đoán đi, dự đoán kết quả cuối cùng trên cái X-quang của bệnh nhân Mai Văn Tiến. Ai có thể cho ra dự đoán? Rồi, xin mời. Rồi, bây giờ cô dự đoán là kết quả trên X-quang là như thế nào? X-quang hả? X-quang là nó gây ra không, ban đầu là ung thư đó, nhưng mà lần kế nữa nè, để thầy đọc lại cái kết quả của cái CT nha. Đây, thầy đọc lại cái kết quả CT ban đầu cho mình nghe nha, rồi mình dự đoán coi kết quả X quang mình kiểm tra ra gì nha. Cái CT của Mai Văn Tiến là nốt đặt thùy phổi phải, các dãy xẹp thùy giữa của phổi phải và đáy phổi trái, giãn phế nang thùy trên phổi phải và hạch trung thất. Thì bây giờ cô dự đoán coi kết quả mà mình kiểm tra lần này là như thế nào. Cô dự đoán đi, khoảng bao nhiêu phần trăm hết đi, cho cô dự đoán đó bao nhiêu phần trăm. Coi như là bị u của phổi. Dạ. Là 60%. Dạ, còn lại 60%. Dạ. Cô dự đoán là cái kết quả cuối cùng là còn 60%. Dự đoán là cuối cùng là 20%. Còn 20%, chính xác chưa? Chốt chưa? Không cho đổi nữa nha, còn 20%. Rồi giờ ai còn ý kiến nào khác nữa không? Thầy cho thầy kiếm 4 cái đáp án đi, rồi thầy coi lựa cái đáp án nào gần đúng nhất thì phát thưởng. Rồi xin mời cô ngồi xuống. Nhớ nha, mọi người nhớ giùm thầy nha. Coi ai trả lời câu hỏi gần chính xác nhất thầy cho. Rồi ai trả lời? Ai trả lời kế tiếp? Giơ tay xung phong đi, mạnh dạn lên, mình có phần thưởng mà. Đâu ai? Rồi, đâu bao nhiêu? 8. Rồi, còn lại 80% không? Rồi, vậy cô nhớ nha, câu đó là 80% nha. Hả? Hả, 80% hả? Vậy giống cô này rồi, cô này 20% nè, mình cho cái kết quả khác đi. Hả? Sao? 90%, vậy là còn 10%. Rồi, hai kết quả. Rồi, cô nhiêu? Trời, sao tự tin dữ vậy? Sao mình dám tự tin hết 100%? Rồi, cái kết quả khối u lớn lắm đó, 29 x 23 x 76mm lận á. Rồi cho đáo đó, 98%. Trời ơi, ở đây bệnh nhân mình lạc quan dữ quá. 99%. Rồi thôi giờ coi kết quả cuối cùng nữa đi, rồi thầy chốt lại cái kết quả cho mọi người đều nghe. Đâu? Rồi rồi cho coi dự đoán bao nhiêu đây? Đạt được 85%. 85%. Còn lại 15%. Rồi.
Đây nhớ nha, mọi người nhớ dùm nha, coi ai có kết quả gần chính xác nhất nha. Ở đây là hai còn 20%, ở đây là còn 1% nè, ở đây còn 2%, bên kia còn 10 phải không? Ở đây nhiêu? Còn vậy là còn lại 10%, còn kia là còn 15%. Rồi để phân tích. Bây giờ thầy dựa trên cái hình nha, cái hình phim phổi. Đây là cái hình phim phổi sau khi mình chụp xong. Rồi giờ sao anh nhờ ai cầm giùm cái micro đi để dạ rồi tôi đẹp trai tôi cầm luôn. Rồi bây giờ dựa trên hình phim nha, thầy sẽ giải thích. Đây là cái hình phim phổi khi chụp X quang của bệnh nhân Mai Văn Tuyến 1939 tại bệnh viện Thiên Ân ngày mấy đây? Làm cho thầy coi chính xác ngày mấy. Ngày 4 tây tháng 3. Đây, ngày 4 tây tháng 3 là vừa mới hôm qua luôn á, cho ra viện luôn. Nhưng mà kết quả nó rất là tốt. Rồi bây giờ bác giữ giùm. Bây giờ cái kết quả này nha, mình nhìn vô phim phổi nha. Đây là lá phổi bên phải, đây là lá phổi bên trái. Cái vùng này người ta gọi là vùng sáng, mặc dù nó đen nhưng mà ta gọi là vùng sáng. Còn cái chỗ này ta gọi là vùng mờ. À, mình nhìn thấy cái vùng mờ phía dưới nè. Đây là ổ bụng nha, phần này là phần ổ bụng. Phần này là phần lồng ngực và phổi. Mình nhìn thấy hai cái vòm hoành hai bên nè. Đó, hai vòm hoành hai bên. Nó đều, bên đây bằng bên này, nó không có dấu hiệu là nó trồi lên. Thì trong ổ bụng á là cái phần gan á, phần bụng bên dưới nó ổn định ha, không có hiện tượng gì hết. Cái vòm hoành này mình nhìn thấy rõ nè, ở đây mọi người thấy không? Nó hơi nhỏ nhưng mà cố gắng nha, cố gắng nghe. Cái vòm hoành này nè, mình nhìn thấy rõ hai bên, nhìn có cái góc cung ở dưới, cái góc nhọn á, chứng tỏ là trong phổi không có dịch. Cái thời gian trước á mình bị ung thư phổi á, cái rốn phổi ngay chỗ này nè, cái thì trên nè, đây là có gồm 3 thì nha, thì trên nè, thì giữa nè và thì dưới. Bên đây có 2 thì thôi, thì trên thì dưới thôi. Lý do lá phổi bên trái nhỏ hơn lá phổi bên phải là vì nó có cái tim. Cái chỗ này là bóng tim nè, bóng tim của bệnh nhân nè, ai cũng có hết. Cái vùng tối này nè, mình không thấy nè, vùng mờ đó là cái bóng tim của bệnh nhân đó. Và trên hình ảnh này cái bóng tim nó là bóng tim bình thường, không có bị to, thì có nghĩa là không có bệnh lý về tim mạch. Cái chỗ nó mô vô nè, cái chỗ này là quai động mạch nha. Cái quai động mạch này nè, mình nhìn thấy là nó không có hiện tượng bất thường, nó không có đóng vôi. Đó. Cái rốn phổi hai bên đều bình thường nè. Đó. Phổi trên, phổi thì trên, thì giữa và thì dưới là một màu đồng nhất, không có hiện tượng thả bóng của hai bên. Dựa trên hình phim phổi đó. Thì bây giờ mình coi kết luận nha. Bây giờ trước là nó có khối u ngay đây nè, bên phải nằm ngay giữa. Thì trên, thì giữa nè, và bên dưới đáy của phổi bên trái nữa. Thì đó là những cái tổn thương của lá phổi mà bây giờ kiểm tra trên kết quả X quang là không thấy đó. Bây giờ tới phần bác sĩ kết luận nha. Rồi bây giờ ai là người trả lời chính xác nhất nè. Bây giờ kết luận chưa ghi nhận bất thường trên hình X quang ngực. Bệnh viện Thiên Ân chẩn đoán đây. Trên hình phim có luôn. Rồi. Chúc mừng cho bệnh nhân. Không có ghi nhận bất thường trên phim phổi đó. Vậy thì người nào được 99% là chính xác. Rồi bây giờ xin mời bác Giang. Đây. Ai nãy cái người nào hồi nãy tuyên bố là 100% á, đấy à, phải không? Đây, người đây. Rồi vậy mời cô lên đây. Rồi chúc mừng cô nha. Nhưng mà cái này là dành cho người nuôi bệnh nhân nha, không cho bệnh nhân uống nha. Tại vì bệnh nhân là các thầy đã cho thuốc đầy đủ rồi, mình uống nữa là nó dư, với lại nó không đúng bệnh. Cho nên phần thưởng đó là dành cho người nuôi bệnh nhân.